Dạ vâng, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel Thiện Dubai TV. Thì toàn mọi người ơi, SOS, SOS. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay là bé Vân An bị nhốt vào bắt quỳ trong cái chuồng chó. Và chúng ta sẽ không im lặng và cùng chờ ngày pháp luật để thể hiện sự công tâm cho con để yên nghỉ nữa. Chúng ta phải cùng nhau lên tiếng và chúng ta không trông chờ gì vào cái thời gian mà cái vụ án này xét xử đó mọi người. Tại vì bà nhà hàng Thái đang đẩy rất là nhanh tiến độ. Mọi người biết đó, nhà nó cây cú người gốc Bắc, rất là người, những người mà gốc Bắc là nhà nó rất là căm ghét và cay thù cay đắng đó, khinh người ra Bắc ra mặt, đã không đóng góp được gì để nuôi thằng con mình. Đấy, chị Hạnh đã nuôi nó suốt 3 năm trời thất nghiệp, mà thằng nội này, nhà nội này không hiểu vì sao nhà nó cũng có tiền mà không nuôi con mình, đúng không ạ? Trong khi đó nó lại ghét người gốc Bắc, một cái thằng cha gia trưởng độc đoan, đúng không ạ? Thật sự là chị Hạnh mà làm dâu cho cái gia đình này không thể sống được mọi người. Một cái thằng cha gia trưởng độc đoan đó đã cay cú đứa cháu của mình, đứa cháu Vân An là cháu gái, nó yêu cầu cái con chị Hạnh là phải đẻ cháu trai để nối dõi tông đường cho nó. Nhưng mà thằng chó ông nội này nó cay cú là chị Hạnh không đẻ được cháu trai, và thằng này đang rất là cay và muốn loại bỏ bé Vân An cho càng sớm càng tốt, tại vì nó rất là ngứa mắt. Tại vì nó là sản phẩm của con chị Hạnh đã không biết đẻ. Đấy, nó chửi chị Hạnh là như vậy. Rồi mọi người nghĩ là cái loại cha như vậy thì có nên sống trên đời này nó không gì ạ? Cho nên chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi cộng đồng tử hình thằng cha súc vật đó. Một cái thằng cha oan nghiệt, đúng không ạ? Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cái công cuộc đạo hành, chống bạo hành trẻ em. Thì mọi người biết đó, mọi người khi mà cơ quan công an vừa chiết xuất cái camera, thì camera là một phần rồi, những cái hình ảnh nó bạo hành, nhốt chuồng chó, bắt quỳ, rồi tạt nước, rồi xiết cổ, nó tất cả là đã được cơ quan phục hồi và đã được đăng lên, và em cũng đã đăng lên video, những cái video trước đây rồi. Nhưng mà mới nhất, cái tình tiết mới nhất rồi mọi người, cái tình tiết mới nhất là khi mà chiết xuất camera trong cái điện thoại thằng Thái và cái laptop đó, mới đây chiết xuất camera trong cái điện thoại, là nó lấy điện thoại nó quay. Mỗi khi con dì ghẻ là bảo hành bé Vân An là nó lấy điện thoại nó quay. Nó lấy điện thoại nó quay lại tất cả toàn bộ. Mọi người biết trong cái thư mục, trong cái laptop của nó chứa bao nhiêu cái video clip mà nó bảo hành chị em không mọi người? Mọi người biết bao nhiêu không ạ? 200 clip. 200 clip bảo hành chị em, cộng thêm 300 clip hiếp dâm. Mọi người biết mọi người có nghĩ được là cái suy nghĩ của em lúc mà khi vừa nghe cái tin đó không mọi người? Thật sự là rất là sốc khi mà trên đời lại có một cái kẻ súc vật, một cái kẻ mà không loài bằng cầm thú mọi người. Thật sự là em nghĩ cái não này nó bị cái quỷ dữ nó tha hóa mọi người. Mọi người nghĩ nó có sở thích là lưu tất cả những cái video bạo hành. Đó là lý do tại sao nó lắp camera để nó xem con gì ghẻ bạo hành bé Vân An. Đó là lý do tại sao nó lắp camera, nó quay phim lại để làm gì? Tất cả để nó lưu lại vào một cái thư mục trong máy tính của nó, để khi về già nó có thể mở lên và xem lại những cái thành tích, cái công trình mà nó gầy dựng được khi còn trẻ. Đó, công trình nó gầy dựng được khi mà còn trẻ, nó đã bạo hành, nó đã đánh đập, nó những cái video clip mà tra tấn bé Vân An, những cái đôi clip mà hiếp dâm những cái đứa trẻ, không chỉ là riêng bé VA mà tất cả những cái đứa trẻ khác thì có rất là nhiều những video clip đó. Thật sự là em rất là kinh tởm thằng Thái này mọi người. Thật không ngờ nó là một con người dâm điếm lăng loạn. Thật sự con dì ghẻ này cũng không tốt đẹp gì. Thì hai cái cặp đôi này mà sống chung với nhau thì em nghĩ là nó rất là hợp. Hợp ở đây á là hợp về tính cách, chuyên đi sát hại những cái đứa trẻ. Hợp cái thứ hai á mọi người là hợp về gia thế. Đấy, nhà cũng có gia thế, có chức có quyền. Đấy, bảo vệ đứa con của mình. Nhà nào cũng có tiền để mua chuộc, cũng có tiền để chạy án. Thì mọi người biết cái vụ án này xét xử lâu, rất là nhiều người hỏi tại sao là xét xử lâu đến như vậy. Thì mọi người biết đó, chúng nó có tiền, cho nên chúng ta phải thông cảm. Và chúng ta muốn nó xử nhanh á, thì chúng ta càng lên tiếng thì chúng ta mới xét xử nhanh được, đúng không ạ?
Cho nên chúng ta càng lên tiếng thì chúng ta là càng xét xử nhanh cái vụ án này và mau chóng đòi lại công bằng cho chị Hạnh và bé Vân An. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2022, chỉ cần 2 ngày nữa là bước sang tháng 6 rồi. Hy vọng mọi người hãy lên tiếng mạnh mẽ trong cái tháng 6 này. Và em chắc cú 100% với mọi người rằng là trong tháng 6 này cái phiên tòa đã xét xử. Và hy vọng mọi người hãy cùng nhau đăng ký kênh để bật chuông thông báo. Và khi nào mà em đăng video thì mọi người có thể là theo dõi thông tin mới nhất từ em và có thể là phát trực tiếp. Và những ai có cái câu hỏi gì hãy comment phía dưới và like cái video này và comment phía dưới để cho em có thể là nắm bắt cái thông tin. Và có thể là những cái câu hỏi, những cái ý kiến, những cái mà đề xuất gì để cho mà tòa án có thể là xét xử, cũng là xem xét lại cái vụ án này để đưa tới cái dẫn đến cái bản án tử hình cho cặp đôi gian phu dâm thụ Trang và Thái, đúng không ạ? Thì mọi người hãy comment phía dưới và em sẽ đọc tất cả comment mọi người cho cơ quan thẩm phán và cơ quan xét xử nghe để mọi người có thể xem xét lại. Và cộng thêm đó là những cái chứng cứ, những cái giấy tờ làm ăn phi pháp của thằng Thái đã được em là có hết trong cái điện thoại này rồi, thì nó không còn gì để chối tội nữa. Cái vấn đề của em đang chăn trở nhất là chúng ta nên tìm những cái chứng cứ gì để tố giác nhà nội, chị ruột, ăn ruột, bố ruột, mẹ ruột, đấy, mẹ ruột gì ghé, bố ruột gì ghé, để có thể tố giác những con người đó để cho tất cả đi tù vào một lúc. Tại vì cùng công cái tòa án này xét xử thì chúng ta nên xét xử cùng một lúc luôn. Nếu mà chúng ta không làm cho ra nhẽ cùng một lúc này thì có rất có thể vụ án này kéo dài tới năm sau mất. Hy vọng là em đang cố gắng thu thập chứng cứ từng nhà một để cho tất cả những cái loại lũ điên này, lũ sát nhân này có thể là ở chung một cái căn chuồng, một cái chuồng chó, cho lũ nó sống trong cái chuồng chó không bằng chết, sống không bằng chết. Vậy em cũng xin đề xuất với nhà tù là hy vọng, cái này em hy vọng thôi, cái này em hy vọng là em suy nghĩ là nếu mà có thể thì chắc chắn là phải cho chúng nó là tử hình. Không những tử hình mà phải bị hành hạ, đúng không? Hành hạ, treo nó lên cây, đánh đập nó, lấy cây thọc vào cạnh sườn Thái cho nó gãy mấy cái xương sườn đi, cho nó hiểu được là cảm giác bé Vân An phải chịu được như thế nào. Tiếp theo là phải tra tấn nó một cách rất là dã man. Và cái con dì ghẻ này em nghĩ là phải hành hạ. Và em nghĩ là phải nên đâm vào cái vùng kín nữa, đâm vào cái vùng chỗ nguy hiểm của nó, để cho nó hiểu được cái cảm giác mà bé Vân An phải chịu đựng. Một đứa bé 8 tuổi đã không chịu đựng rồi, đau điếng muốn chết rồi, huống hồ lại con dì ghẻ này. Tại vì nó sung sướng, mọi người, nó không hiểu được cái nỗi đau mà bé Vân An phải chịu đựng. Cho nên em rất là mong muốn luôn, rất là mong muốn là có ai đó có thể là làm cái điều đó để cho nó hiểu được cái cảm giác mà nó bạo hành bé Vân An là như thế nào, đúng không ạ? Mọi người công nhận với em, mọi người công nhận với em, hãy comment phía dưới cho em nhé. Và mới nhất, cái tình tiết mới nhất đây là em xin thông báo và muốn kể tất cả mọi người về, vì hiện tại là nhà Thái, nhà dì ghẻ này đang rất là truy lùng gắt gao những cái YouTuber. Và nó đang muốn là khi mà nó ra tù á, và nó đang ý định là ra tù, nó sẽ truy lùng các YouTuber, những ai mà luôn luôn lên tiếng bảo vệ bé Vân An. Và nó sẽ, nếu mà một khi nó ra tù á, thì nó sẽ tìm từng người một đó. Em nghĩ là như vậy. Và em nghĩ chúng nó không dễ dàng bỏ qua cái vụ này đâu. Tại vì chúng ta kêu gọi tử hình nữa nè, không khác gì chúng ta đi đòi giết nó. Hy vọng mọi người hãy cùng nhau đồng hành cùng em để kêu gọi cộng đồng, kêu gọi đăng ký kênh để phát trực tiếp những cái thắc mắc và những cái sự đồng tình của quý cô chú anh chị ở đây, là động lực của em tiếp tục kêu gọi cộng đồng để đòi lại công bằng cho chị Hạnh và bé Vân An. Và hy vọng cái phiên tòa sắp tới là xét xử đúng người đúng tội và xét xử cả nhà dòng họ nhà nó, cho tất cả vào chung một chuồng đấy. Hy vọng là phiên tòa sẽ xét xử thành công tốt đẹp và để em không phải chịu những cái mối đe dọa, không phải chịu những cái lời gọi điện đe dọa, gọi điện tống tiền, rồi gọi điện quấy phá hàng đêm trời của em, mất trắng đêm và em mấy ngày nay em không thể ngủ được.
và hy vọng là em sẽ thỏa mãn được cái hành vi của thằng Thái này, và nó sẽ phải chứng kiến, nếu mà nó bị tử hình nha mọi người, nếu mà bị tử hình thì em sẽ cố gắng là xin phép là có thể là được quay phim cái khung cảnh mà nó bị xử bắn. Một là xử bắn, hai là tiêm thuốc độc, ba là sẽ bị treo cổ. Đấy, hy vọng là sẽ có ba bản án nó cho thích đáng cho thằng Thái, và hy vọng là sẽ có mặt em nó và em sẽ quay phim lại. Hy vọng là mọi người hãy cùng nhau đón chờ xem, tại vì chúng ta đường còn dài mọi người. Vụ án này xét xử chúng ta chờ đợi 6 tháng trời còn được, huống hồ gì chỉ vài ngày nữa thôi là phiên tòa sẽ xét xử rồi, chẳng lẽ chúng ta lại không đồng hành được đúng không ạ? Chúng ta đã cùng nhau đi tới đây rồi thì mong tất cả mọi người hãy cùng nhau đấu tranh đòi lại công bằng cho Bình An. Và đó chính là lý do mà em luôn luôn lên video và luôn luôn cập nhật tin tức cho tất cả mọi người. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại.